Giao tiếp khôn khéo là một kỹ năng quan trọng trong cuộc sống, giúp xây dựng mối quan hệ tốt đẹp và giải quyết xung đột một cách hiệu quả. Dưới đây là 10 câu chuyện nổi tiếng về cách giao tiếp khôn khéo. Câu chuyện thứ nhất: Khổng tử và cách khuyên bảo. Một lần, Khổng tử đến thăm một vị quan lớn. Vị quan này nổi tiếng là người rất khó tính và kiêu ngạo. Khi gặp Khổng tử, ông ta tỏ ra không tôn trọng và hỏi một cách thách thức: ngài có gì dạy ta khổng tử không tỏ ra bực bội ông bình tĩnh đáp tôi đến đây không phải để dạy ngài mà để học hỏi từ ngài nhưng nếu ngài muốn biết tôi chỉ có thể chia sẻ những gì tôi đã học được từ những người thầy của tôi bằng cách này khổng tử đã làm dịu bớt sự căng thẳng và mở đường cho một cuộc đối thoại hòa nhã ý nghĩa câu chuyện này nhấn mạnh sự khiêm nhường và khéo léo trong giao tiếp thay vì đối đầu khổng tử chọn cách hòa nhã và tôn trọng đối phương từ đó mở ra cơ hội để chia sẻ và học hỏi lẫn nhau câu chuyện thứ hai abraham lincoln và lá thư chưa gửi tổng thống abraham lincoln từng viết một lá thư rất gay gắt để phản hồi lại một vị tướng không làm đúng nhiệm vụ tuy nhiên thay vì gửi ngay ông đã để lại lá thư trong ngăn kéo và quyết định suy nghĩ thêm một đêm Sáng hôm sau, Lincoln thấy rằng lá thư quá khắc nghiệt và có thể làm tổn thương người nhận. Cuối cùng, ông không gửi lá thư đó mà chọn cách tiếp cận nhẹ nhàng hơn để giải quyết vấn đề. Ý nghĩa, câu chuyện này dạy chúng ta tầm quan trọng của việc kiểm soát cảm xúc và suy nghĩ kỹ trước khi hành động. Đôi khi, sự kiềm chế và suy nghĩ lại có thể giúp tránh những hậu quả không mong muốn và giữ gìn mối quan hệ tốt đẹp. Câu chuyện thứ ba, socrates và cách hỏi để hiểu triết gia socrates nổi tiếng với phương pháp hỏi đáp để khám phá sự thật thay vì trình bày trực tiếp ý kiến của mình ông thường đặt câu hỏi để khuyến khích người khác suy nghĩ và tự khám phá ra sự thật bằng cách này socrates không chỉ giúp người khác hiểu rõ hơn mà còn tránh được sự đối đầu và tranh cãi không cần thiết ý nghĩa phương pháp này nhấn mạnh sự quan trọng của việc lắng nghe và đặt câu hỏi khéo léo nó giúp tạo ra một cuộc đối thoại mang tính xây dựng và tôn trọng thay vì áp đặt quan điểm cá nhân câu chuyện thứ tư chuyện ngụ ngôn về gió và mặt trời gió và mặt trời tranh cãi xem ai mạnh hơn họ quyết định thử sức bằng cách xem ai có thể khiến một người đàn ông cởi áo khoác của mình gió thổi rất mạnh nhưng người đàn ông chỉ càng giữ chặt áo khoác hơn mặt trời sau đó tỏa nắng ấm áp khiến người đàn ông tự nguyện cởi áo khoác ra. Ý nghĩa, câu chuyện này dạy chúng ta rằng sự nhẹ nhàng và ấm áp thường hiệu quả hơn sự cứng rắn và áp đặt. Trong giao tiếp, việc tiếp cận vấn đề một cách dịu dàng và thân thiện có thể dẫn đến kết quả tốt hơn. Câu chuyện thứ 5 Người thương nhân khôn khéo Một thương nhân giàu có muốn mua một viên ngọc quý từ một người bán hàng nghèo thay vì trả giá thấp và làm tổn thương lòng tự trọng của người bán ông thương nhân nói viên ngọc này rất đẹp nhưng tôi e rằng tôi không có đủ tiền để trả giá trị thực của nó liệu ông có thể đồng ý bán nó cho tôi với giá này người bán hàng cảm thấy được tôn trọng và vui lòng bán viên ngọc với giá hợp lý ý nghĩa câu chuyện này nhấn mạnh tầm quan trọng của sự tôn trọng và khéo léo trong thương lượng thay vì áp đặt giá trị của mình việc thể hiện sự tôn trọng đối với người khác có thể giúp đạt được thỏa thuận tốt đẹp hơn câu chuyện thứ sáu solomon và vụ tranh chấp con vua solomon nổi tiếng với sự khôn ngoan của mình một lần hai phụ nữ đến tranh chấp trước ông về quyền sở hữu của một đứa trẻ cả hai đều khẳng định mình là mẹ của đứa trẻ solomon đề nghị cắt đứa trẻ ra làm đôi mỗi người một nửa người phụ nữ thứ nhất đồng ý nhưng người phụ nữ thứ hai kêu lên rằng hãy đưa đứa trẻ cho người kia miễn là đứa trẻ được sống solomon nhận ra người phụ nữ thứ hai là mẹ thật của đứa trẻ và trao đứa trẻ cho bà ý nghĩa câu chuyện này minh họa sự khôn khéo trong việc giải quyết tranh chấp bằng cách sử dụng trí tuệ để khám phá sự thật nó cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của lòng từ bi và sự thấu hiểu trong giao tiếp câu chuyện thứ bảy benjamin franklin và bài học về sự thuyết phục benjamin franklin từng chia sẻ một kỹ thuật thuyết phục gọi là hiệu ứng franklin khi ông muốn xây dựng mối quan hệ với một người có ảnh hưởng ông đã hỏi mượn một cuốn sách quý từ người đó sau khi trả lại sách và gửi lời cảm ơn chân thành người đó bắt đầu tôn trọng và tin tưởng franklin hơn bằng cách này Franklin đã sử dụng sự nhờ và khéo léo để tạo dựng mối quan hệ tích cực. Ý nghĩa, câu chuyện này cho thấy việc khéo léo nhờ người khác giúp đỡ có thể tạo dựng lòng tin và sự tôn trọng, từ đó xây dựng mối quan hệ bền vững hơn. Câu chuyện thứ 8 Nàng Seherazad và nghìn lẻ một đêm Trong chuyện nghìn lẻ một đêm, nàng Seherazad phải đối mặt với một vị vua tàn nhẫn người đã đưa tất cả vợ mới cưới lên thiên đàng sau một đêm để thoát khỏi số phận bi thảm seherazade kể cho vua nghe những câu chuyện hấp dẫn mỗi đêm mỗi lần đều dừng lại ở chỗ ly kỳ nhất khiến vua phải đợi đến đêm sau để nghe tiếp cuối cùng nhà vua bị cuốn hút bởi sự thông minh và tài năng của nàng và quyết định tha mạng cho nàng ý nghĩa Câu chuyện này minh họa sức mạnh của lời kể chuyện và sự khôn khéo trong việc giữ sự chú ý và lòng tin của người khác. Kỹ năng giao tiếp hiệu quả có thể thay đổi hoàn cảnh và tạo ra kết quả tích cực. Câu chuyện thứ 9. Đức đạt Lai Lạt Ma và sự bình tĩnh trước sự chỉ trích. Một lần, Đức đạt Lai Lạt Ma bị một người chỉ trích công khai trong một buổi diễn thuyết. Thay vì phản ứng một cách tiêu cực, Ông mỉm cười và nói cảm ơn bạn đã chỉ ra những thiếu sót của tôi. Tôi sẽ cố gắng cải thiện. Bằng cách này, ông đã biến một tình huống căng thẳng thành một cơ hội để thể hiện sự khiêm nhường và lòng từ bi. Ý nghĩa, câu chuyện này cho thấy tầm quan trọng của sự bình tĩnh và kiềm chế khi đối mặt với sự chỉ trích. Nó khuyến khích sự khiêm nhường và tôn trọng ngay cả trong những tình huống khó khăn. Câu chuyện thứ 10 Winston Churchill và lời đáp lại thông minh. Một lần, Winston Churchill bị chỉ trích bởi một nữ nghị sĩ tên là Bessie Braddock. Bà nói rằng ông đang say rượu. Churchill thay vì tức giận đáp lại một cách thông minh: Thưa bà, đúng là tôi đang say. Nhưng sáng mai tôi sẽ tỉnh. Còn bà thì vẫn xấu như vậy. Bằng cách này, Churchill đã chuyển sự chỉ trích thành một câu nói hài hước không để tình huống trở nên căng thẳng hơn ý nghĩa câu chuyện này minh họa tầm quan trọng của sự thông minh và hài hước trong giao tiếp thay vì đối đầu trực tiếp một câu nói khéo léo có thể giải quyết tình huống một cách hòa nhã kết luận những câu chuyện trên không chỉ là những bài học quý giá về kỹ năng giao tiếp mà còn là minh chứng cho thấy sự khôn khéo tôn trọng và kiềm chế có thể dẫn đến những kết quả tích cực và bền vững trong các mối quan hệ chúng ta có thể học hỏi và áp dụng những nguyên tắc này vào cuộc sống hàng ngày để cải thiện kỹ năng giao tiếp và xây dựng mối quan hệ tốt đẹp hơn